đã rõ đối tác nhận tàu USCGC Sherman có phải Việt Nam. Quý vị thân mến, vào đầu năm nay, trên các trang mạng quân sự quốc tế đã xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan tới số phận của tàu tuần tra cỡ lớn USCGC Sherman WHEC-720 thuộc lớp Hamilton sau khi nó chính thức rút khỏi lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Hầu hết các ý kiến khi đó đều cho rằng con tàu này sẽ theo chân chiếc USCGC Morgenthau gia nhập hạm đội tàu mặt nước của cảnh sát biển Việt Nam, do chúng ta đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được một chiếc Hamilton nữa. Và con tàu này lại nằm cùng cảng với chiếc Morgenthau, rất tiện cho việc bàn giao. Thậm chí trang thông tin hải quân Naval Today còn khẳng định rằng là sau khi hoàn thành chuyến tàu tuần tra cuối cùng, con tàu sẽ làm công tác chuẩn bị cho việc bàn giao lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Tuy nhiên sau đó đã có thêm một diễn biến mới rất đáng quan tâm, đó là hải quân Sri Lanka cũng ngỏ ý mong muốn sẽ được nhận chiếc tàu tuần tra cỡ lớn này để nâng cao năng lực giám sát hàng hải trên các vùng biển của mình. Do đó, số lượng tàu lớp Hamilton còn tại ngũ không nhiều, khi đó đã có dự đoán cho rằng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên quốc gia Nam Á này hơn Việt Nam, do chúng ta đã nhận được một chiếc Hamilton ngay trước đó. Đến buổi tiệc cuối cùng của thủy thủ đoàn nhằm chia tay con tàu, thông tin được đưa ra bên lề càng cho thấy viễn cảnh trên sẽ trở thành hiện thực, khi đại đa số câu trả lời về số phận của chiếc Sherman đều là đi tới Sri Lanka. Cuối cùng, vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, mọi việc đã được sáng tỏ khi cổng thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Sri Lanka đăng tải tấm ảnh Thứ trưởng Quốc phòng nước này, ông Kapila Wediratne, đã có chuyến thị sát trên chiếc Sherman tại cảng Honolulu. Cùng với chuyến thăm của vị quan chức trên, các thủy thủ người Sri Lanka cũng đã thực hiện công việc huấn luyện làm quen với chiếc tàu tuần tra này, cho thấy số phận của nó đã được quyết định chính thức. Việc chiếc Sherman không thể nối gót tàu Morgenthau gia nhập biên chế cảnh sát biển Việt Nam rõ ràng là một sự đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hết hy vọng được nhận thêm tàu tuần tra lớp Hamilton do lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ vẫn còn sử dụng hai con tàu khác và chúng sẽ sớm lại biên trong năm nay hoặc năm sau. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.